Và phải
tốt với mọi mọi người. Đây là cái phương cách dạy cho mình bớt khổ não mà thêm hạnh phúc, chứ không phải tiền là giúp cho chúng ta bớt khổ não thêm hạnh phúc. Không phải tiền, không phải nhà cửa, không phải xe hơi, mà chính là cái lòng từ bi giúp cho chúng ta bớt đau khổ và thêm hạnh phúc. Thứ nhất nha, một hồi nữa nhớ nhắc lại 12 cái nhé. Thứ hai, chúng ta phải trì chú. Hồi nãy khóa lễ của sư cô Viên Tiến có làm gì đó? Trì chú. Trì chú đại bi, trì thập chú, trì chú lăng nghiêm, trì chú án mani bát di hồng, trì bất cứ loại chú nào của Phật cũng sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc những án nghiệp mà chúng ta gây ra trong quá khứ và chúng ta đem đến trong đời này. Có nhiều người nói rằng con tu tập, con làm hiền mà sao đủ thứ chuyện xấu xảy ra với con, đủ thứ chuyện tệ nạn xảy ra với con. Đó là bây giờ mình tu tập cho nên mình không tạo nghiệp xấu, thành ra tương lai mình tốt. Nhưng mà quá khứ mình có tạo nghiệp xấu, cho nên bây giờ mình phải chịu, mình đem cái xấu đến trong thế gian này. Vì vậy chúng ta phải trì chú để thanh lọc những cái xấu đó đi. Chú ngắn nhất là chú án mani bát di hồng, phải không nào? Chú ngắn ngắn nữa là chú gì? Thất Phật diệt tội chư ngôn, cái đó cũng có ba cao hàng, ba bốn hàng thôi. Dài dài nữa thì là thiện thiên nữ chú, vãng sanh quyết định chư ngôn. Mà trung bình là chú đại bi, mà dài nữa là thập chú, mà dài hơn nữa thì chú lăng nghiêm. Đấy, chú tôn thắng Phật đảnh cũng có, vân vân. Nhưng mà những cái chú thập chú với lăng nghiêm với án ni bát di hồng chúng ta thường trì hơn. Quý bác tụng thử án ni bát di hồng 7 biến coi. Đánh tiếng chuông. Án ma ni bát di hồng, 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 án ma ni bát di hồng. Nếu không tụng dài được, chúng ta chỉ tụng như vậy thôi, thì có năng lực đẩy những cái xấu mà chúng ta đã lỡ tạo trong quá khứ, để bây giờ trong hiện tại chúng ta đã biết tu tập bát quan trai giới, chúng ta đã biết làm điều thiện, thì tương lai chúng ta sẽ sạch. Thần chú, tất cả câu thần chú đại bi, thập chú, lăng nghiêm đều có khả năng đẩy những cái xấu của quá khứ của quý bạn. Cho nên nhiều người tu bên mật tông là như vậy. Trì chú với ý tưởng mang lợi ích đến cho người khác, không bao lâu sau đó chúng ta sẽ thấy kết quả lợi ích tuyệt vời thâm nhập qua tâm thức của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy mình trở nên dễ thương hơn, khoan dung hơn, bớt bối rối hơn và bình tĩnh hơn. Mấy người mà xốn xa, xốn xáo, lăn xăng, chạy tới động loạn này kia vân vân, thì phải trì cái thần chú này để chúng ta an tĩnh hơn. Đây là
là một trong những câu thần chú rất có uy lực chúng ta có thể hành trì hàng ngày. Cách thứ ba, niệm Phật A Di Đà là cách mà quý bác nhà mình đang làm đó, phải không? Cách này có thể dễ ha. Niệm Phật A Di Đà, ai nói cho sư biết coi niệm Phật A Di Đà có công năng gì? Mời cô. Dạ, theo con học thì con biết là câu A Di Đà Phật là một đại thần chú bao gồm tất cả các chú, thành ra một công nhiều việc, tức là bây giờ niệm Phật A Di Đà để về được Tây Phương Cực Lạc là cái điều quan trọng nhất. Thì chỉ cần đi niệm để về A Di Đà thì nó sẽ tiêu diệt được tất cả những cái còn lại, không cần phải sinh. Dạ, cái đó là con đang học, con biết vậy. Dạ, cảm ơn cô. Vị khác góp ý nữa, niệm Phật A Di Đà giúp cho ta cái gì? Hồi sáng có người góp ý đó, tức là nó là cái vé để cho chúng ta tương lai về cõi cực cực lạc, phải không ạ? À? Cái vé tương lai chúng ta về cõi cực lạc khi chúng ta vãng sanh. Cái vé giúp cho chúng ta định tâm. Thay vì mình ngồi suy nghĩ trời, suy nghĩ trăng, suy nghĩ trên dưới vân vân, thì cái câu niệm Phật giúp cho chúng ta trụ ngay chánh điện quang minh này. Ý nghĩa câu Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô là gì? Kính lễ. A Di Đà nghĩa là gì? Ai biết? Giơ tay vậy. Đúng rồi. Vô lượng thọ, vô lượng quan. Wow. Vô lượng thọ có nghĩa là tuổi thọ vô cùng. Vô lượng quan có nghĩa là ánh sáng vô cùng. Ở đây thấy có nhà thờ linh đó, cái linh đó họ có ghi năm sanh và họ có ghi năm tử. Năm sanh và năm tử đó là cái tuổi thọ của ai? Của ai, nói sư nghe. Tuổi thọ của cái thân đất nước gió, gió lửa. Tuổi thọ của chúng ta đang chấm hỏi vì chúng ta đang có sanh ra nhưng chưa có chết, chết đi. Nhưng mà khi nói có sanh ra và chết đi, cái đó có phải là cái ta chưa? Cái đó chỉ là cái thân đất nước gió lửa này, phải không nào? Cái ta của mình là vô lượng thọ, vô lượng quan. Cái ngu của mình là mình lầm cái thân này là mình. Tôi là giới hương, tôi là quần chi, tôi là duy ngọc. Đó là cái dài của mình. Cái trí tuệ của mình là mình biết rằng là cái thân giới hương, thân quần chi, quần phi, duy ngọc, nó là cái thân tạm. Còn cái ta thật của sư giới hương, của duyên ngọc, của quần chi, của từng vị, cái ta thật á là nó không có sống, không có chết, vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái bác nhận chuyện này chưa? Ở trong hội trường này chúng ta có 100 vị, thì hình tướng khác nhau, tóc khác nhau, mặt khác nhau, đó là cái khác nhau của đất nước gió và lửa, phải không nào? Cái thật của sư giới hương với tất cả 100 vị ở đây, cái thật tánh á là nó không có hình tướng, cho nên là sáng nó tặng cuốn kim cang ra đó, không có hình tướng. Cái đó nó là vô lượng thọ, vô lượng quang. Quý vị niệm câu niệm Phật để trở về với cái vô lượng thọ, vô lượng quang đó. Cho nên dù sư giới hương được kính trọng, cô Duyên Ngọc là nhỏ, nhưng mà cái bánh chi điều
vì cái tướng hai người khác nhau, người có tóc, người không có tóc, nhưng mà cái tánh hai người giống nhau. Và cái tánh này là vô lượng thọ, là sống đời đời, là vô lượng quang, là sáng vô cùng. Cái ánh đèn trong chánh điện này, sư hỏi, ánh đèn trong chánh điện này có sáng xuống dưới nhà bếp không? Không. Ánh đèn trong chánh điện này có sáng đến chùa Hương Sen ở Cali Phật Nha không? Không. Nhưng mà cái tánh sáng của sư Giới Hương, tánh sáng của cô Quần Chi, tánh sáng của từng vị ở trong đây sáng xuyên suốt khắp thế giới nếu quý bác niệm Phật trở về với cái tánh đó. Hồi đó sư có kể một câu chuyện để cho quý bác nhận ra cái câu niệm Phật của mình nó quái lực dữ lắm. Để cho mình trở về, mình nương cái giả này, mình trở về với cái thật. Có hai anh em đó, người anh tên là A-D, người anh tên là A-D, người em tên là A-Nu, hai huynh đệ tu. Người anh nó hiền từ lắm, không có giỏi chữ nghĩa, không có biết sách nhiều, giống như sư Dương, không có đi học nhiều có bằng cấp, chỉ biết làm rẫy mỗi ngày có sâu chuỗi niệm Phật. Nếu có tụng kinh thì tụng kinh A Di Đà thôi, tụng Vô Lượng Thọ cũng tụng không nổi vì nó quá dày. Người anh chỉ biết như vậy thôi, thui thủi ở một cái góc làng, gốc rừng, niệm Phật, nhổ cỏ, trồng rau, tự sinh sống, lấy cái chồi lá của mình làm chánh điện. Người em thì uyên bác vô cùng, bằng cấp cử nhân, bằng cấp thạc sĩ, bằng cấp tiến sĩ, coi như làm tam tạng pháp sư, là giảng giỏi lắm, chùa nào cũng đăng ký mời, giống như là thượng tọa Hòa Thượng Phước Tịnh với thầy Pháp Hòa của mình vậy đó, giống như pháp sư nổi tiếng ấy, ai cũng đăng ký để mời ấy. Trong khi chả ai biết ông sư huynh của ông pháp sư đó là ai hết. Hai người chênh lệch. Một ngày nọ, sư em có việc hoằn pháp qua cái làng đó, ghé thăm sư huynh của mình, lâu quá không biết sống chết ra sao, tu tập đến đâu. Sau khi về thăm, mình thì đến đâu cũng xe hơi, xe gì rước, rồi trống kèn đưa đón. Còn sư huynh của mình mấy năm trời cũng là cây cuốc, cũng làm cầm miếng cháo, miếng cơm, rồi rau luộc với chao, rồi cái chánh điện hẩm hiu là cái nhà lá. Anh mình mấy sư em mới nói thôi anh theo em đi, theo em cứ đi theo thôi, không dám nói thị giả, cứ theo em anh cũng được hưởng, anh đỡ phải cực. Anh chi sao tu, người ta từ từ, người ta từ từ, giống như nó nhỏ rồi nó lớn, nó giống như chùa Quang Minh này, mới mua cái miếng đất rồi bây giờ nó có một cái chánh điện 5,000 square feet. Anh làm sao mà mỗi năm nó lên một cái chánh điện 5,000 square feet chứ, anh làm sao mà cứ chồi lá vậy, anh đi theo em đi. Sư huynh không chịu, nói thôi anh ít chữ nghĩa, sư anh ít chữ nghĩa, niệm Phật đủ rồi. Sau khi trà đạo cơm nước rồi tối, nhà quê mà đèn dầu, tối ngủ. Sư em ấy chưa ngủ được, vì mình ngủ quen rồi, máy lạnh AC rồi đèn điện này kia, còn đây đèn dầu đi tới đi luôn, chưa ngủ được. Mà tự nhiên thấy trong chánh điện sáng quắc lên, đèn dầu mà không sáng quắc lên. Lấy cái tay khẽ khẽ hẻ hẻ mấy cái lá, nhà lá mà, nhà lá quý bác biết rồi, ba khẽ 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 như là quý bác ngó vô trong được. Cái này quý bác không có lách lách được, chứ còn cái nhà lá đẩy qua đẩy lại là mấy cái miếng tre nó qua là ngó vô trong được. Ngó vô em mình làm cái gì mà ông sư anh ông làm cái gì mà sáng quắc, mà đèn dầu loại gì mà nó sáng dữ vậy. Ngó vô trong cái nhà lá chánh điện, chẳng những là thấy cái đèn nó sáng, mà thấy cả cái cảnh giới cực lạc đây, cảnh giới cực lạc đây, thấy cả cảnh giới cực lạc chiếu ở trên cái tường của nhà lá, trên cái, mình không dám nói tường, trên cái vách của nhà lá, thấy tam thánh, thấy chim ca lăng tầm già, thấy đất bằng vàng bạc kim cương, tức là cảnh giới cực lạc chiếu ở trên vách.
nhà sư huynh mình tu cái luyện cái công phu gì mà tự nhiên chiếu phim ở trên cái vách lá được hay dữ vậy đây. Cũng im lặng đứng cho trọn cái buổi phim đó. Mà sư anh thì thấy đâu đang ngồi giữa cái chánh điện đó, ngồi mắt liên diên. Vì cái đó là chánh điện mà có ông Phật ở phía trước liên diên, cũng đứng ngó theo dõi trọn buổi cho đến khi sư huynh của mình xả thiền bước ra khỏi cái chòi lá chánh điện, tay tay chạy đến. Mấy năm trời sư em đi học và sư anh ở nhà luyện cái công phu cái thần chú gì mà tự nhiên ngồi đây cái chiếu phim, không cần cái máy projector, không cần cái máy computer, không cần máy in, là luyện cái thần chú gì nói em biết em luyện với anh đâu luyện gì đâu. Đối với sư anh đang ngồi làm gì, đang làm gì? Án mà đi giáo chị Hồng rồi làm gì nữa? Làm gì? Niệm A Di Đà. Thế thì làm sao cảnh cực lạc hiện ra? Tụng cái gì? Tụng kinh A Di Đà. Đấy. Tức là tụng cái chỗ nào là cái hiện cái cảnh lên. Phải không nào? Trời ơi cái công phu vậy nha. Giả tỷ tụng ha. Đông phương thế giới có Phật gì hiện lên thì cái đó bên trong Tây Nam Bắc Đông phương hiện lên, Nam phương thế giới hiện gì có Phật gì không gì, phía Nam hiện lên, Tây phương thế giới hiện gì, Tây hiện lên, rồi gì nữa, chim ca lăng tầng già nói tiếng Phật Pháp này kia thì chim ca lăng tầng già lên, đắp bằng vàng bạc kim cương là tên trên chòi lá nó hiện vàng bạc kim cương lên, rồi gió thổi mấy cái phướng nó đụng long lanh lung lay, phướng đâu đấy, thí dụ có mấy tấm phướng nó lung lay nói Phật nói Pháp thì ở trên vách lá cũng hiện nói Phật nói Pháp, là sư An tụng đại bi cái xin lỗi tụng kinh A Di Đà mà thuộc nhau với bác, quý bác nhà mình thuộc kinh A Di Đà kia đấy, mà tụng thuộc đến nỗi thuộc và cái định lực, cho nên khi tụng ở đâu cái định lực nó chiếu khiến người ở bên ngoài đứng ngó thấy được cái cảnh đó, và khi tụng xong cái bộ kinh thì cái phim nó dứt. Quý bác có tin chuyện này có thật không? Tin không? Tin không? Tin thiệt không? Mình có năng lực đấy, đấy nhưng mà mình thích cái chuyện này thích chuyện kia, thành ra mình không có luyện cái công phu này, thành ra mình chưa có sáng ra đèn dầu, mà một khi mà ngồi niệm Phật một cái là vô trở lại với vô lượng quang, là cái đèn điện này nó cũng trở thành không bằng cái đèn của vô lượng quang ở trong tâm của mình. Tất cả quý bác tin chuyện này tức là quý bác thiền căn rất là lớn. Nguyện thôi ta nói thầm thoại, cái người mà nó không tin đạo Phật mà xưng với ư mà nói chuyện này người ta sẽ nói là thầm thoại đó nè. Thế thì ông sư em mới nói chứ cái chuyện này nó cũng giống như là ngài Xá Lợi Phất thân mẫu mà mang thai ngài, bả là cái bà nhà bếp mà khi mang thai ngài thì trở thành lưu loát trí tuệ, nhưng mà khi đẻ ngài ra rồi thì còn lưu loát trí tuệ không? Không. Thế là cái lực mình gọi là từ trường. Hồi nãy sư nói sư có cái tour để đi Phổ Môn, để đi Phổ Đà Sơn, để đi Ấn Độ, để đi tới Tây Tạng, là để mình tới đó mình hưởng những cái từ trường của các bậc giác ngộ, thì tự nhiên mình cũng có tương ứng cái năng lực như vậy. Cũng như vậy cái định lực này của quý ngài, định lực khi tụng kinh A Di Đà, định lực của ngài Xá Lợi Phất trí tuệ quá mạnh ảnh hưởng đến bà mẹ, định lực của ngài Tu Bồ Đề khi sanh ngài Tu Bồ Đề ra thì ngài Tu Bồ Đề như thế nào, vàng bạc kim cương sa cờ sâu chuỗi gì rồng hồ gì của xung quanh này nó biến mất hết luôn, là vì ngài quán tánh không quá mạnh khiến cho tất cả trong đây bay hết, tánh không chỉ còn én ti nịch trống trơn, nhưng mà khi ngài Tu Bồ Đề buông cái thiền ra rồi thì đồng hồ trả lại. Chứ ngày mà bị mất luôn là mất công, người ta nói là unlucky, không may mắn. Cho nên chỉ khi nào mày nhặt cái định tánh không thì tất cả biến mất,
nhưng mà ngài xả cái tánh không ra rồi thì của lại. Hiểu ý không nè? Cũng giống như hồi nãy ở đây sư không có đem cái cuốn đó, có cái cuốn gọi là Quan Âm Quảng Trần, trong đó có nói pháp môn tu của 25 bậc Bồ Tát nhé. Thì trong đó có cái pháp tu của ngài Bảo Nguyệt Bồ Tát, ngài tu về nước, ly nước đây, ly nước đây. Quý bác tu bằng câu niệm Phật, người mặc tông cung đi, cái vị Bồ Tát đang tu về nước, ngài nói cái chuông này là nước, cái dù này là nước, cái này là nước, nước nước hết. Và khi ngài ngồi thiền, ngài quán nước quá mạnh thì tất cả trong cái chánh điện này đều thành nước đấy. Có tin không? Thì cũng giống như hồi nãy tu cái kinh A Di Đà mạnh quá cho nên cảnh giới A Di Đà hiện ra. Quán cái kinh A Di Đà mạnh quá vì mấy bác biết pháp môn tịnh độ lại có quán nè, có trì nè, có định nè. Thế thì cái người mà quán nước quá mạnh đó, chú tiểu đó đến buổi trưa xuống nhà bếp xin mâm cơm, lên ngõ cửa cốc cốc ra đem mâm cơm vô cho ông thầy, ngó vô cái cửa sổ chả thấy ông thầy đâu mà thấy nước không ở trong đó, biết nó lục lúc nào mà nước không ở trong phòng. Ông thầy ông đi đâu rồi không biết nữa. Rồi nó không nít mà chú tiểu mà đứng chơi chơi thấy hòn sổ dưới chân, nó lấy nó thảy vô cái hồ cái cốc một cái đi trả lại cái gầu mên cơm cho nhà bếp. Vì ông thầy ông đi đâu ngõ ngủ nước đầy phòng. Ông thầy xả thiền ra đau bụng quá. Vì sao đau bụng? Đem nó quăng cục đó, bảo quăng vô đâu là họ là nó quăng vô. Tức là quý vị phải tưởng tượng vậy, khi các ngài ngồi thiền như vậy quán là không, thì cái này là cái bó đi cái thân của các ngài. Và khi nó quăng vô chỗ này thì nhiều khi nó rớt cái cục đá ở đây, nó quăng lên đây thì cục đá nằm đây, nó quăng vậy. Thì ra cái này nó thuộc về tâm linh nhưng mà nó là sự thật. Quăng vậy, ông xả thiền, ông trời ơi nó làm cái gì mà nó bụng nó đau quá trời quá đất. Xả thiền ra, ông chú tiểu mà sư phụ đi chơi đâu mà con chả thấy hết trơn vậy. Nói vậy chứ con thấy cái gì? Trời ở trong phòng sư phụ lũ lụt nước không ở trong đó đó. Rồi con làm cái gì? Trả lại cái mâm cơm sư phụ xuống nhà bếp xin mâm cơm, xin bún Huế. Trưa nay có cô gì đó, Diệu Ngân gì đó, nấu bún Huế ở dưới đó. Rồi có xôi, rồi có gỏi này kia, đủ thứ trong đó. Bánh phồng tôm này kia, đủ thứ đó, xuống mà lấy mà ăn. Cái nói vậy con làm cái gì nữa? Đứng chơi thảy cục sỏi vô thôi. Trời ơi con ơi, ngày mai đúng cái giờ đó con làm ơn con bơi vô con lụm dùm cái cục sỏi đó ra. Chuyện có thật đấy nhé. Ngày mai chú tiểu là giống y chang người, rõ ràng thầy khác bình. Và chú tiểu cũng bình yên, thơ ngay chả biết gì vì nó nhỏ quá, không biết gì hết. Và thầy cứ như vậy thầy tu, quán nước, vạn pháp là nước, và sau cùng trở thành Phật Bảo Nguyệt Như Lai. Trở lại sư nói kể dòng dòng như vậy để cho quý vị tin rằng là khi chúng ta trì một cái gì mà nó có gọi là có định lực, tiếng Anh gọi là power, thì chúng ta sẽ có cái kết quả. Mình tu tập mấy chục năm trời, tụng mấy chục và mấy trăm lần cái bộ kinh A Di Đà, nhất là mấy người đi hộ niệm giống như Duy Ngọc này nè, đấy là tụng không biết bao nhiêu bộ A Di Đà, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái power, cho nên mình vẫn phải mượn cái đèn của cô Quần Chi cho nó sáng, không thôi nó thôi thu. Chứ mà tụng mà có năng lực là không cần tốn tiền điện như ông sư huynh đó, phải không nè? Trở lại cái chuyện của chúng ta, câu A Di Đà là một cái câu giúp, phải nói là tối thượng, cho nên mà quý vị đã chọn đúng pháp môn, sư hiếu cũng chọn pháp môn này, cho nên đi đâu cũng phải đeo sâu chuỗi cho người ta biết mình tu tịnh độ, là vì cái pháp này nó là số một. Phải đeo cho người ta biết, khỏi nói gì cho nó trội đây. Rồi thờ Tam Thánh nữa cho người ta biết nữa đấy. Còn thiền hay là mặc thì thôi, mỗi người có một duyên. Nhưng mà đây là tối thượng để chúng ta, nếu mà chúng ta bớt duyên lại, chúng ta bớt cái phước lại, dĩ nhiên làm phước làm tuệ thì đều hay hết, nhưng mà cần phải có cái năng lực. A Nan
chỉ giỏi nói hay nói giỏi mà vẫn sáng nữa rớt là vì thiếu cái năng lực này. Cho nên ông sư em đó, ổng giỏi nhưng mà ổng mà đụng là coi chừng rớt á. Còn sư anh á, người ta có năng lực. Sau khi sư em mà thấy sư anh mình chỉ ở nhà quê mà chỉ biết cái câu có câu trong chuỗi mình niệm riết láng lên, rồi chỉ biết có tủ kinh không có nhiều giống vậy đâu, một cuốn A Di Đà thôi mà lại năng lực như vậy. Sư em xin các chùa các đường thỉnh nữa để tôi nhập thất một thời gian tôi luyện trong cái sự này. Bây giờ Hoàng Chi, Hoàng Phi đã tạo cái cơ ngơi chùa Quang Minh cho quý bác luyện đấy, phải không nè? Ở đây nghe nói là nơi nhập thất tu 3 năm, 5 năm gì đó, phải không nè? Nhập làm sao mà quý bác đừng có mở đèn điện ở trong phòng ra, phải như vậy mới trả ơn thí chủ chứ, phải không nè? Cứ A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, nếu cái có sâu chuỗi thôi, quý bác cứ làm tới như vậy thôi là sẽ có cái năng lực, là như vậy chúng ta thành tổ nhé. Rồi như vậy câu A Di Đà rất là có cái công năng giống như cô nãy nói đó, năng lực rất là nhiều. Năng lực nhiều là vì trở về với cái vô lượng thọ, vô lượng quang của chúng ta. Rồi niệm Phật, ngoài ra niệm Phật còn nhờ tha lực của Phật cùng với tự lực của bản thân sẽ giúp cho những bất thiện nghiệp của chúng ta tiêu tan dần theo năm tháng. Quý bác theo cái pháp môn này là vì người của mình nó yếu ớt lắm, phải không nè? Bệnh hoạn, ăn cơm gạo lứt rồi này kêu văn, vì trúng gió, vì đau lưng, vì chết bất cứ lúc nào. Niệm Phật vì chúng ta có một cái phàm thánh đồng cư độ, hay lắm, tịnh độ vậy đó. Nhưng mà trong đó có người phàm ở đó đấy, vì cái cõi này gọi là cõi phàm thánh đồng ở chung, đâu có cõi nào mà như vậy đâu, phải không nè? Cõi này phàm thánh lý do mình còn thích ăn xôi, mình còn thích ăn chè, mình còn thích ăn hủ tiếu, nhưng mà mình thích niệm Phật mình vẫn lên nó được. Tức là mình còn thích là mình còn phàm lên trên đó. Nhưng mà cái hộp mà thích ăn hủ tiếu, thích ăn xoài mà lên đó có hủ tiếu xoài để ăn không? Nghĩ ra có. Hả? Nghĩ ra là có. Nghĩ ra là có, nhưng mà lên đó hết nghĩ rồi. Vì Phật Bồ Tát người ta không có lo ăn hủ tiếu, hủ đồ gì đâu. Cho nên cái hộp hủ tiếu, hộp bánh ướt của mình dần dần nó teo 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 teo, rồi cái nó biến mất luôn. Là mình đi lo trồng Bồ Tát, bố thí, thiền định, nhẫn nhục, mình lo những việc lớn thôi. Chứ còn cái tâm thích cái bớt đầm đẹp, thích chiếc nhẫn, rồi thích người ta khen, rồi thích cái này lên, nó từ từ nó teo rồi nó biến mất. Phải không? Cũng giống như bây giờ làm việc ác. Thí dụ bây giờ sư nói, hồi nãy sư nói cái hạt nhãn nó ra cây nhãn. Bây giờ nếu cái hạt nhãn đó mà nó rớt xuống đất, nó đụng mưa, đụng nước, đụng đất, đụng phân thì nó lên cây gì? Nó lên cây nhãn. Nếu hạt nhãn đó sư treo toàn ten ở trong phòng của sư, treo toàn ten một tháng thì cái hạt nhãn đó nó làm sao? Nó teo, phải không nào? Rồi 2 tháng nó sao nữa? Nó khô, đúng rồi. 3-4 tháng nó sao nữa? Nó khô, nó nhỏ, nhỏ dần. 2 năm nó sao? Tự nó biến mất luôn. Thế thì quý bác hiểu cái phàm thánh đồng cư độ nó là như vậy đó. Quý bác có tánh phàm, ở đây chị này phàm nặng, chị kia tham nặng, chị kia sân nặng, chị kia hờn mát nặng, lên cái đó nó teo hết trơn. Nó teo giống như là cái hạt nhãn mà sư nói nó treo ở trong phòng mà nó teo vậy đó. Thành ra cho nên mới gọi là phàm thánh. Rồi teo dần dần dần, cái tánh phàm của mình nó mất dần 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 dần, trở thành tánh Phật. Còn bây giờ quý bác ở với gia đình, quý bác ở đây, ở dưới bếp, thí dụ những người hay nóng giận ở gần đó, thành cái hạt nhãn của bác nó thêm nước vô, nó thêm phân vô là nó nở ra những cái xấu. Đấy, mình phải hiểu như vậy đó. Vì lý do đó, sợ ở Duy Tâm, sợ ở Cali, sợ ở Mỹ, vì cám dỗ nhiều, những cái xấu nhiều, yếu yếu như sư Dĩ Hương mà còn nguyện lên đó nữa. Để chi? Để những cái tiêu cực của chúng ta lên đó nó teo, nó mất, rồi chúng ta cùng với Bồ Tát làm Phật, nó dễ lên. Phải không? Thấy dễ không? Cho nên mình phải nguyện tịnh độ mà
chùa Quang Minh này, cô Hoàng Chi với Hoàng Phi là hai người cư sĩ tại gia đã phát tâm hỗ trợ tạo cơ ngơi này. Quý bác chỉ đến thôi à, mà bây giờ còn thở được, còn tỉnh được, còn gật đầu khi nghe sư giảng thì phải tu gấp đi, tu liền đi, trước khi cái amazer rồi cái mát mát nó hiện lên, rồi cái lãng trí nó hiện lên, rồi cái bệnh nó đổ ra, hiểu không nào? Tu trước khi ai là nó sẽ đến cái trình độ đó, tu liền đi như vậy đó ha. Rồi thôi bây giờ mình phải còn mấy cái nữa. Rồi cái thứ tư là pháp thực hành thiền, thiền quán. Như vậy là cái hai, cái ba, cái bốn á, là cái pháp môn mật, tịnh, pháp và thiền. Nhưng mà chúng ta thấy cái đầu tiên là cái từ bi, thấy không nào? Đầu tiên cái số một là từ bi. Phải có từ bi thì mình mới có tu thiền được. Phải có từ bi, mình phải có tu mật được. Phải có từ bi, mình mới có niệm Phật được. Chứ mà tu niệm Phật mà không có từ bi, ghét người này, ghét người kia, Phật nào chứng cho. Đấy, cho nên số 1 là lòng từ bi, số 2 là tu trì trú, số 3 là tu niệm Phật, thứ 4 là tu thiền, thiền định ha. Thì thiền á là một cái phương pháp giúp chúng ta tâm trí an tĩnh, giúp chúng ta quán về cái vô ngã, vô thường, khổ và không, giúp chúng ta thanh thản trong suốt giống như dòng sông nước trong, v.v. Giúp cho chúng ta an tĩnh mà không bị bấn loạn, giúp chúng ta một cái nền để sanh trí, trí tuệ. Vì nhớ hồi sáng chúng ta hỏi không? Mục đích của Đức Phật, phương pháp Đức Phật giảng pháp cho thế gian này, Ngài dùng phương pháp gì? Mục đích là giải thoát, nhưng mà phương pháp là giới, định, pháp và tuệ. Phải có cái định này, mình mới sanh trí tuệ. Nếu không có cái định thì không sanh trí, trí tuệ. Rồi cái này là Ngài Lạc Mai giảng cho mấy người mà ở Mỹ mình đây nè. Ngài nói cái thứ năm là phải nhường đường khi lái xe. Cái này là lời xin nhắc lại lời của Đức Lạc Đạt mà nói. Thứ năm là mình khi lái xe mình phải nhường đường, đừng có hiếu thắng, đừng có vội vã, đừng có anh hùng xa lộ, vượt đèn đỏ, vượt lạng tới lạng lui xe này xe kia vân vân, sẽ gây tai nạn chết người, khổ mình khổ người. Cho nên lái xe nhường đường là một cơ hội tạo cho chúng ta nghiệp tốt. Đề tài này, đề tài sư nói là có 12 cách tạo nghiệp tốt, phải không nào? Thì cách hồi nãy nói rồi, cách số 1 để tạo nghiệp tốt là lòng từ bi. Cách thứ hai để tạo nghiệp tốt là từ bi. Ê, xin lỗi, là gì? Trì chú. Cách thứ ba để tạo nghiệp tốt là niệm Phật. Cách thứ tư để tạo nghiệp tốt là ngồi thiền. Cách thứ năm để tạo nghiệp tốt là nhường đường khi lái xe. Quý bác không lái xe thì quý bác phụ xế, thì nhớ bảo tài xế nhường